Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngăn trái, thì định mệnh cũng chính là hai tiếng nói nơi đầu môi trót lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội dòng tình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay thì Bùi Hồ đang ở huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng để tìm về anh Minh Trường, người mà được ở trên mạng hiện nay rất là nổi tiếng về cái giọng hát chống cố nghệ sĩ Minh Phụng. Và hôm nay ở cái căn phòng trọ của anh thì Bùi Hồ đang tìm đến đây. Dạ anh Trường ơi. À, căn phòng trọ của anh hả anh Trường? À, chào chú. Dạ em hôm nay em tìm đến đây đó tại vì em được biết một số thông tin là anh hát rất là giống nghệ sĩ Minh Phụng. Thì anh em mình có thể ngồi ghế để mà trò chuyện và anh có thể tặng cho cô bác anh chị một vài bản giọng cổ được không anh? Dạ được chú. Dạ. Mời chú ngồi đi. Dạ. Anh ngồi đó đi. Dạ. Vậy cũng cảm ơn chú lần đường xa lần đổi đến đây tìm tôi. Vậy giờ tôi xin gửi đến một cái trích đoạn cải lương tâm sự lập trên biển. Trước khi mà hát trích đoạn thì anh có thể giới thiệu cho em biết anh tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ. Tôi tên Trần Minh Trường, năm nay 53 tuổi. Dạ. Hiện nay cái nghề nghiệp của anh là làm gì anh? À, đây cũng đâu có ruộng nương gì đâu, cũng có cái mấy thùng bát anh ly đó làm nhặt lễ. Dạ. Lâu có đám mà chạy hàng rồi cho hay rồi mình mời anh em lại đi làm tiếp với mình. Dạ. Cái giọng hát của anh giống với cố nghệ sĩ Minh Phụng là từ xưa giờ hay là anh ém giọng ém hơi vậy anh Trường? Không chú ơi, tôi nói cũng thành thật mà nói. Cái giọng của mình nó phát âm như vậy rồi. Giờ kêu ca hát hơn, hát cũng không được. Dạ. Giờ hát bài gì bất cứ của ai cũng là cái giọng như vậy. Chứ không phải là riêng về cái bài bản của Minh Phụng thôi. Không cần, bây giờ như những cái bài mà Thanh Tấn hay là Thanh Sang gì, những cái bài đó của mấy người đó tôi cũng vẫn hát là cái giọng của tôi. Nhưng mà trùng hợp thì giống cái bài của Minh Phụng thì mình cũng hát vậy thôi. Dạ, bây giờ thì anh sẽ tặng cho cô bác anh chị một cái bài theo phong theo bản gột của Minh Phụng đi ha. Là cái bài gì mà... Tâm sự cho là trên biển hả? Dạ. Rồi, bây giờ bắt đầu đi anh. Ở đây thì mình không có đàn nên mình sẽ hát chai và cái chất giọng thật của mình nhất để cho cô bác anh chị cùng thưởng thức nha. Thì thôi bây giờ sẵn này chú nói thì tôi cũng xin nói thêm câu mà mình hát. Ví dụ bây giờ mình hát cái trích đoạn cải lương tâm sự lời chim biển là của cố nghệ sĩ Minh Phụng đóng. Thì rõ ràng thì vừa hát xong cái trích đoạn này là mình hát tự mình hát cái bài Hạng Võ Biệt Ngu Cơ. Cái bài này là của Thanh Tuấn hát. Nhưng mà mình cũng hát là theo cái thâm tâm của mình thôi. Vậy ca giọng cổ luôn tại vì không có đàn mình khổ nói lối. Dạ. Vậy hát luôn ha. Dạ. Tẩu tẩu ơi, ngoài biển rộng bao la, thuyền có thể xa bờ đi ngược hướng. Nhưng giữa trời cao cơn gió lộng không lôi, cuốn được dần trăng đi ngược hướng non đài. Nhưng đó chẳng qua là do định số an bài. Cơn ác mộng hải hùng qua nhanh chóng, xin tổ nương đừng mộng tưởng xa xôi. Tô Ngã Giang Châu là bạn của tôi, mà tẩu tẩu là vị hôn thê rất xứng đôi vừa lứa. Tôi xin cầu chúc cho cả hai được bền duyên hương lừa. Tôi xin phép và từ tiếp tục bước ngàn du. Tôi với nàng tâm sự giống như nhau, tôi cũng có lần gian dở vì yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn sơ giao, mà anh vẫn khổ đau. Mặc dù người ta phản bội, nhưng anh vẫn nhớ thương người, nên không tha thiết với đời.
tôi muốn quên nhưng không thể nào quên, nên đành nuốt hận vào tim. Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, để tự đài đỏ tim mình. Cứ nhớ cứ thương người phản bội, hừng hờ với kẻ thanh tâm. Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngăn trái, thì định mệnh cũng chính là hai tiếng nói nơi đầu môi trót lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội dòng tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào dám chấp hơn ai bồi bạc, cũng không dám đua đòi mơ ước một tình yêu. Hãy xem như mình không có nợ nần nhau, và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Phu nhân ơi, khi đã ra đi là đã chấp nhận cho mình một cái gì thay đổi, thì kỷ niệm xưa không còn gì đáng nhớ, lưu giữ làm gì cho thêm bần mà thôi. Nhưng chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh xa, để tìm lại những gì im điềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chua xót mê thêm sầu. Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương ấy có sáng soi dùng biên rồng, hay từ nay đổ nát điệu tàn khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. À, giờ để tiếp theo Minh Trường xin gửi đến bài ca được mang tên Hạng Võ Biệt Ngu Cơ. Xin mời quý cộng đồng này, cô bác anh chị em cùng thưởng thức, và có gì xin bỏ lỗi qua cho, có lỡ sơ sót xin thông cảm. Chiều tan xa xa trong chiên đền gian, rừng sâu đèo cao khối xương chập trùng, lửa bình ngập trời. Nhìn về quê xưa thành đô tan ta, rừng quang vắng điêu tan mịt mơ, nương gió câu lên đường ngầm ngùi cho ai, sao bóng dưng lệ trào. Ngu cơ ơi, hãy theo ta vượt muôn trùng khói lửa, đạn thép tên bay như đuổi theo gió, ngựa nghe xa xa trống trận đổ liền hồi. Tiếng quân reo dậy đất mới gian trời, trên lưng tuấn mã vượt muôn trùng hiểm trở. Nhìn lại bên mình không một đứa tàn quân, mấy vạn sanh linh cũng vì ta, nên chịu vùi thay dưới lớp cho tàn. Ta ngậm ngùi nhìn cơ nghiệp sở ban đã tiêu tan trong mê dòng khói lửa. Tiếng sáo trương lương đã làm cho 8.000 tử đài lớp dòng thân lớp trở lại quê nhà. Ta đã dày công dày dựng cơ đồ,
nay thất thế bị dây nơi cai hà, nên cùng nàng mở tiết lộ đạo sinh. Con ô trì cũng mở gió chồm chân, lê từng bước giữa đêm mờ cát bụi. Trước mặt ta là trường giang cạn lôi, mà gió ngựa quân thù vẫn giang dối gần xa. Tướng công ơi, tướng công ơi, hãy mau dục gió buông cương, tìm lối thoát thân giữa vùng nguy khôn, để lại tiếp đây giữa núi rừng sâu thẳm. Lưu luyến làm gì cho bận già hùng anh, nguyện cầu cho ai với tất thép trọng tay gầy dựng lại cơ đồ. Đừng tiếc thương chi má hồng ba số, thiếp mượn lưỡi gươm vàng để dinh biệt trần gian. Ngu cơn ơi, nàng đã bỏ ta ra đi giữa bốn bề khói lửa, nhìn thấy ai đầm đìa máu đỏ khiến cho ta chàng chưa lệ anh hùng. Ta có ngờ đâu trên dặn nẻo đường cùng, người yêu mất cơ đồ cũng mất, ta còn mặt mũi nào nhìn cây có núi sông. Ôi máu nhuộm hồng quen ố mảnh nhung y, ta chua xót ngạn ngào rơi nước mắt. Trong khi trước mặt ta là trùng dương bát ngát, bên ồ giang đang cuộn sóng ba đào. Ngũ ca ơi, hương hồn của nàng có còn ẩn phức đâu đây, hãy mau đưa ta thoát khỏi dòng tư lâu. Mưa nặng hạt dưới cung trời bao tô, chẳng biết giọt mưa sầu hay giọt lễ đậm chinh y. Nhưng thôi ngu cơ ơi, nàng hãy tạm nằm đây, thân ngà ngọc sẽ vùi sâu dưới ba tấc đất. Trên lưng tuấn mã ngậm ngùi rơi nước mắt, ta ra đi trong tiếng gió mưa rừng. Trời ơi, cả một thời quanh liệt đất giang đông, nay chỉ còn lại nhất nhân nhất mà chỉ của cả một đấng anh hùng đã tan tành theo bọt nước Âu Giang. Ồ, cảm ơn anh rất là nhiều, quá hay.